người tuổi mùi thường gặp nhiều may mắn. Trong 12 con giáp, mùi là con giáp đứng thứ 8, vì vậy, mùi được coi là con giáp may mắn, bởi số 8 trong quan niệm của người Á Đông là con số của phát lộc, phát tài, tượng trưng cho triển vọng thịnh vượng. Ngoài ra, giờ mùi kéo dài từ 13 đến 15 giờ là thời gian mở đầu của buổi chiều, con người vừa ăn chưa xong, đang thanh thản nghỉ ngơi và sung mãn bước vào buổi lao động mới. Vì vậy, quan niệm dân gian thường cho rằng người sinh năm mùi có số hưởng an nhàn người tuổi mùi nhìn chung phóng khoáng rộng rãi công bằng tử tế và dễ động lòng chắc ẩn trước những bất hạnh của người khác tuổi này cũng luôn vui cười sống chân thực và thân thiện với mọi người trong 12 con giáp mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa thuần hậu trẻ em tuổi mùi thường hiền lành ngoan ngoãn dễ bảo đôi khi còn có sự nhút nhát bẽn lẽn đáng yêu dễ tạo thiện cảm những nét tính cách này có thể theo cả tới khi đã trưởng thành bởi đây dường như là đặc trưng bản chất của người tuổi mùi nếu đường đời được thuận lợi người tuổi mùi dễ có được vẻ phong nhã thanh nhàn nhưng nếu cuộc sống không được như ý gặp nhiều vất vả gian truân thất bại người tuổi mùi lại trở nên rất bi lụy ủy mị chán trường với cách hành xử luôn thể hiện sự chân thành ấm áp lại thêm vẻ thanh nhã người tuổi mùi thường được kính trọng và ngưỡng mộ họ luôn sống theo nguyên tắc tự do phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu khoan dung là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà Người tuổi Mùi bản tính lại rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù tuổi Mùi có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người tuổi Mùi làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của tuổi này, họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời, người tuổi Mùi hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng kết bạn vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Những người sinh năm Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện, họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào, người tuổi mùi cũng không cần quá lo bởi vận số tuổi này may mắn dễ được quý nhân phù trợ nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh dù trong cảnh khốn cùng người tuổi mùi vẫn có thể xoay sở vượt qua nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ họ hàng bạn bè xã hội nhìn chung người sinh năm mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại bởi xung quanh họ luôn có sự trợ giúp từ những người thân quý tuổi mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm, người tuổi mùi chẳng ngại ngần từ chối, nhưng họ không phải những con người sỗ sàng, thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi mùi, họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ phi họ đang trong cơn tức giận tột cùng thực tế tuổi mùi rất giỏi dàn xếp tranh cãi bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh người tuổi mùi rất thích giao tiếp những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế người tuổi mùi cũng không thích nói thẳng vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn trực diện khiến người khác cảm thấy lòng vòng rắc rối bực mình nhưng đó là bản tính của tuổi này đừng hy vọng họ sô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ những ai muốn thực sự hiểu thấu người tuổi mùi cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một để khuyến khích người tuổi mùi nói nhiều hơn nữa người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình để biết được hết những suy nghĩ cảm nhận của người tuổi mùi có thể mất khá nhiều thời gian nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì người tuổi mùi luôn biết chừa cho mình một đường lui vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết nên người tuổi mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép, người tuổi mùi mới bớt sự thong dong, nhàn tản để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thực sự chăm chỉ, hiệu quả. Tuổi mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình, người tuổi mùi quan trọng đồ ăn hợp khẩu vị, ngày sinh nhật và những dịp lễ Tết, kỷ niệm. Họ thường kỷ niệm những ngày trọng đại đối với đời sống cá nhân một cách khá rình rang, theo kiểu thích thể hiện, bởi thực sự họ rất quan trọng những dịp này, họ có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng nếu người mà họ coi trọng lại quên mất ngày sinh nhật của họ. Dường như người tuổi Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất, họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vực tinh thần họ dậy. Người tuổi này dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Phụ nữ trẻ tuổi Mùi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người họ có niềm ham thích đặc biệt với thời trang mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều giờ để làm đẹp họ luôn hành xử duyên dáng và nền nếp thích trang trí nhà cửa với hoa tươi phụ nữ trung niên tuổi mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân luôn gọn gàng và ăn vận đẹp mắt phụ nữ trẻ tuổi mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây từng phút đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú người tuổi mùi sẽ chẳng mảy may bận tâm đến người tuổi mùi cũng khá mâu thuẫn, đôi khi nói không là có, nói có là không. Tuổi này giỏi che đậy điểm yếu bằng sự lanh trí, biết đạt được điều mình muốn đôi khi bằng những tiểu xảo. Khi cần thiết, người tuổi mùi rất giỏi nhõng nhẽo, quấy dày, cốt để đạt được thứ mình muốn. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Người tuổi mùi không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi họ có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi vã, xung đột đang nhen nhúm xảy ra. Người tuổi mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thực sự. Tuổi mùi cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự tán tụng đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như thìn, tỵ, thì, dần, người tuổi mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao, thay vào đó, sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do tự tại.